Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về đề tài đệm guitar qua thể điệu Sirorok mở rộng, và mình gọi đó là Sirorok Fantasy cho có vẻ văn hóa một chút. Điều trước nhất, mình cũng xin nhắc nhở với các bạn đừng gọi mình bằng thầy, bởi mình chỉ chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm, giới hạn của mình cho các bạn thế thôi. Để không mất thời gian, chúng ta đi thẳng vào vấn đề về buổi chia sẻ về thể điệu Sirorok mở rộng này nhé. Giờ chúng ta ôn sơ qua về Sirorok căn bản. Về Sirorok căn bản, như lần trước mình cũng đã chia sẻ, là chủ yếu là bass 3 2 1 2 3. Thế nào gọi là bass 3 2 1 2 3? Bass có nghĩa là dây số bass, dây bass. Xong rồi mình đánh dây số 3, dây số 2, rồi số 1 và dây số 2 và dây số 3, rồi trở về bass. Trong đó bass ý nói dùng dây số 4, số 5 hoặc số 6 là dây bass, và giật gảy bằng ngón cái. Dây số 3 thì gảy bằng ngón trỏ. Dây số 2 được gảy bằng ngón giữa, và dây số 1 được gảy bằng ngón áp út. Và để cho tiện thì các bạn có thể để sẵn ba ngón trỏ, giữa và áp út ở sẵn 3 dây, và sẽ đánh bass 3 2 1 2 3 như sau. Bass 3 2 1 2 3, hoặc là có thể đếm như thế này: 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Bass 3 2 1 2 3, 1 2 3 4 5 6. Bởi vì sao lại đếm là 1 2 3 4 5 6? Bởi vì trong thể điệu Sirorok, trong một khuôn nhịp có 6 lần gảy. Gảy thứ nhất gọi là 1 2 3 4 5 6. Có 6 tiếng gảy, hay 6 lần gảy, thì thành ra đếm là 1 2 3 4 5 6. Giờ đó là Sirorok căn bản. Giờ mình nói về Sirorok mở rộng. Có rất nhiều kiểu Sirorok mở rộng, nhưng mình cũng sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn những điều kiểu mà mình thường xài nhất và thường dùng nhất. Mình gọi đây là kiểu thứ nhất. Thay vì bass 3 2 1 2 3 thì mình sẽ gảy là bass 3 2. Ngay cái phần 1 thì mình đánh là 2 1, rồi trở lại 2 3. Bass 3 2 2 1 2 3. Thế nào là bass 3 2 2 1 2 3? Bass 3 2 2 1. Đó. Giờ 2 3. Trở lại với 6 lần gảy thì lần thứ nhất 1 2 3 4. Lần gảy thứ 4, lần gảy thứ 4, bạn dùng hai ngón, ngón giữa và ngón áp út để gảy, cũng là dây cố định của nó, bởi vì ngón giữa luôn luôn gảy dây số 2 và ngón áp út luôn luôn gảy dây số 3. Thành ra là 3 3 2 2 1 2 3, 3 3 2 2 1 2 3. Bạn theo kịp không? Rồi, giờ mình thử gảy lần đầu tiên bài Thành phố buồn với Sirorok căn bản trước. Mình chỉ cũng như lần trước, mình chỉ hát một câu thôi để bạn lấy khái niệm và để đỡ mất thời gian. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Bấm như vậy có nghĩa là la thứ đấy nha các bạn. Bấm như vậy có nghĩa là đô trưởng đấy nha. Và bấm như vậy
Không bấm có nghĩa là mi thứ, tại mình không xài mình không bấm. Và la thứ ra đây cảm cái đó lần trước bạn mình cũng đã nói với các bạn rồi. Rồi bây giờ mình gảy lại với syrup mở rộng kiểu thứ nhất. Các bạn theo dõi. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tình phút êm đềm. Bạn nghe 1 2 3 4 5 6. Cái lần gảy thứ tư là xài hai ngón tay, ngón giữa và ngón áp út. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Bạn nắm vững chưa? Ở đây mình lưu ý thêm một điều điểm với các bạn. Thật ra nó không phải là 1 2 3 4. Thật ra nó không phải đánh trùng như vậy đâu, đánh chập như vậy đâu, mà nó đánh có vẻ rải ra của hai ngón, chỉ hai ngón này thôi, ngón giữa và ngón áp út cho lần gảy thứ tư đấy. Nó có vẻ như vậy nè, chứ không phải là vậy. Đây là đánh chập, nó gọi nghe âm thanh chập, còn cái này âm thanh không phải chập nè. Chập không phải chập ha. Đây bạn nghe lại. Giờ mình sẽ đánh, mình sẽ gảy với kiểu chập và kiểu không chập để các bạn phân tích, tự nhận xét nha. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tình phút êm đềm. Đó là mình đánh chập. Bây giờ mình đánh không chập, nó đánh dài ra đó. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tình phút êm đềm. Thì bạn nghe cả cảm giác sao? Thì cái đánh rải ra nó nghe nó có vẻ đầy đặn và nó du dương hơn. Còn đánh chập thì nó nghe có vẻ sắc quá, đúng không? Đó là kiểu thứ nhất. Kiểu thứ nhì, mình muốn nói với các bạn, chia sẻ với các bạn ở đây là ba 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 hai một hai ba. Lại nha, ba 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 hai một hai ba, ba 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 hai một hai ba. Và hai một cũng giống như vừa rồi là đánh, khuyên bạn nên đánh rải chứ đừng có đánh, chứ đừng có đánh. Đó là đánh chập. Đánh chập nghe tiếng sắc, còn đánh rải thì nghe tiếng nó dịu dàng hơn. Ba 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 hai một hai ba. Giờ mình gảy bài Thành phố buồn này với syrup mở rộng kiểu thứ hai là bass. Ba hai một hai ba, ba 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 hai một hai ba, hoặc là 1 2 3 4 5 6. Thành phố nào phân biệt được không? Giờ đánh cũng một câu đó, mình đánh lại ba kiểu luôn, kiểu căn bản, giờ kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai, kiểu mở rộng thứ nhất, kiểu mở rộng thứ hai, các để các bạn nghe để phân tích, để thấy sự khác biệt của nó. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Kiểu căn bản, kiểu syrup mở rộng phần kiểu thứ nhất. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Rồi giờ là tới syrup mở rộng kiểu thứ hai. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm.
Tiếp theo mình chia sẻ tiếp, tức stroke mở rộng kiểu thứ ba. Kiểu thứ ba thì cũng giống như kiểu thứ hai thôi, là bởi vì kiểu thứ ba mình xài hết 6 giây, kiểu thứ hai các bạn nghĩ vừa rồi mình chỉ xài có 5 giây, thành ra mình đánh kiểu thứ hai. Nhưng mà khi nếu bạn có hợp âm mà bạn đánh suốt được hợp âm từ trên xuống dưới mà xài 6 giây thì đó là kiểu thứ ba, là nó là bass 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 cái nốt một gảy lần gảy thứ tư á, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 giây, 1 2 3 4. Để cái 4 tức là vào đúng cái nhịp thứ tư là nhịp mạnh á, nhịp mạnh mà mình chia sẻ lần trước là nhịp 1 và nhịp 4, thì nhịp 1 là bass, nhịp 2 cũng là bass, nhịp 3 cũng là bass, nhịp 4 là chậm 3 giây lại. Nhưng mà bạn không đánh chậm, bạn đánh rải 3 giây. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Và để tập theo kiểu rải dây kiểu này, rải dây mà mới tập với các bạn thì khó, thì mình quen cái kiểu hồi xưa là bạn tập này, bạn bấm một hợp âm nào đó rồi bạn rải xuống. Khi bạn đánh đều như vậy tiết rồi thì với mốt thì cái này dễ hơn. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Rồi bây giờ mình đánh trở lại bài Thành Phố Buồn với kiểu số 2 và số 3 kết hợp với nhau. Bởi vì kiểu mở rộng mà số 2, số 3 kết hợp với nhau, bởi vì tại vì ở đây mình chỉ xài 5 giây thì mình sẽ phải xài kiểu số 2 và có nốt và có hợp âm mi thứ. Mình xài 6 giây thì mình đánh kiểu số 3. Các bạn hiểu ý mình chưa? Bạn để ý nha. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình đêm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quên gốc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm ở môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Đó là kiểu số 2, số 3 kết hợp với nhau và ngón cái đi lần lượt các dây bass. Và phần còn lại nếu mà tới đây rồi thì mình chỉ còn hai cái này thì mình gảy hai ngón này, còn nếu mà ba ngón cái đi lên trên thì mình đừng gảy, thì ba ngón này mình gảy dưới đây. Đó là lần gảy thứ tư và gảy ba nốt cùng một lúc đó. Các bạn nắm vững chưa, có gì thắc mắc không? Chúc các bạn thành công và vui vẻ. Mình sẽ chia sẻ tiếp về điệu syrup mở rộng này qua phần dùng điệp khúc và xài gọi là quạt chả. Tạm thời chúc các bạn thành công với điệu syrup mở rộng phần thứ nhất. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.